từng nhiều năm công tác trong quân đội, cựu chiến binh Đoàn Vĩnh Quý rất hào hứng với cuộc thi tìm hiểu luật biên phòng Việt Nam. Bởi qua đây, ông Quý có thêm những góc nhìn mới về công tác quản lý bảo vệ biên giới trong thời bình. Cái ý nghĩa quan trọng nhất là tăng cường cái hiểu biết của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, hiểu biết về biên phòng và có trách nhiệm tham gia cùng với bộ đội biên phòng để bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cuộc thi tìm hiểu luật biên phòng Việt Nam không chỉ được triển khai trực tuyến, mà nhà trường còn phối hợp với cán bộ biên phòng tổ chức giờ học ngoại khóa cho học sinh. Con cũng như tất cả các bạn học sinh đã được tìm hiểu chuyên sâu hơn về luật biên phòng và biên giới của quốc gia, cũng như tìm hiểu được về thẩm quyền xét xử đối với những hành vi vi phạm đối với luật biên giới cũng như biên phòng của quốc gia. Cuộc thi tìm hiểu luật biên phòng Việt Nam đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Giờ đây, không chỉ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia cuộc thi, mà còn là người hướng dẫn tận tình cho nhân dân cùng tham gia. Đơn vị tổ chức tập trung cho cán bộ chiến sĩ để tham gia thi. Ngoài ra, do điều kiện các tổ đội trạm chốt xa, thì cấp ủy chỉ đơn vị phân công nhau xuống đến các tổ chốt để hướng dẫn cán bộ chiến sĩ. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn dân. Vì vậy, những cuộc thi như tìm hiểu luật biên phòng Việt Nam hay hoạt động tìm hiểu thực tiễn về công tác quản lý và bảo vệ biên giới đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.